giúp mấy con liền. Tôi rất là tin khi mới biết trước mà Ngài nói, Ngài đã tiền kiếp, đã từng quá khứ, đã từng là Chúa Giêsu đối với ai, không biết riêng tôi rất là tin. Tại vì tôi chỉ nói vậy thôi, tôi không diễn đạt được hết bằng lời. Và vừa rồi tôi về Việt Nam 2 tháng thì tôi cũng gặp những gì đã được coi như là được ấn chứng rất là cao, mà những gì đó thì cũng rất muốn gặp Ngài. Đó mà không biết có duyên, nếu mà Ngài có khi nào mà Ngài đồng ý, Ngài cho một cái phút dịp riêng tư để tôi gọi Việt Nam và điện thoại của tôi thì xin thỉnh Ngài cho rồi, gặp lúc này. Dạ đúng rồi. Để tôi điện chính là nha. Tôi chưa giờ nói, hey, tôi là Chúa số 85 nè, this is him. Chưa có nói câu đó nghe. Tôi chỉ nói tôi bị đóng ba cái đinh thôi. Thì gai tò cũng vậy nghe, chơi chữ á. Tôi nói tôi bị đóng ba cái đinh chứ chưa có nói là Chúa nghe. Tự anh nói nghe. Nhưng mà cũng phải tự tôi nói lên trên nói. Là gì? Chúa mà hôm nay phải xuất hiện chứ, mà cứu con của các ngài về trời cứu bằng cách nào thì phải đưa ra một cái bài thi, một cái lớp mới đi về chứ không phải Chúa ba lần lửng nhìn trời cái Chúa kéo cả đóng về, không có chuyện đó. Nhưng nên nhớ là Chúa là cũng là thiên tử, cái này là công nhận đúng, là kiệt không có trốn, kiệt thật sự là một trong 12 người con của cha. Là vì mấy ông rồng đã xuất hiện rất là lâu trong cái thời gian Kiệt mới về sanh rồi. Trên thế gian này chỉ có một mình là Kiệt là có những vị rồng hổ mệnh. Và ngày xưa cũng vậy. Nhưng chỉ có con của cha mới lập cái đạo thôi. Con của Thượng Đế mới lập đạo. Thì ngày xưa Kiệt lập đạo, hôm nay Kiệt lập đạo lại. Thấy không? Thấy con siêu thần tự nhiên ở đâu cũng bay, bà chui lỗ mũi là thù bị ngợp. Thù biết nó chui vô mà cũng gán vào nói chuyện cho xong. Mà thù mà bóp lỗ mũi là nó cũng chết. Mà gán chịu nhột, chịu ngứa để cho mày bay ra. Bây giờ bay ra là đừng chết nha con, tao nói tôi sẽ cứu cái mệnh của mày á. Cái nhột cũng chết luôn, nó đang nói chuyện. Bây giờ bay ra. Tùng triêu dành đáng cho chi mộ. Cái gì? Tùng triêu dành đáng cho chi mộ. Thì bởi vậy, chứ gặp người khác là ta phản ứng tự nhiên á, ta bóp gì là mình chết quẹo cho rồi đi. Mà lỡ nó chạy thuốc trong ốc cũng thật ha. Nghĩ cũng hơi ngu á. Trời, nó ra ba đi rồi. Tiếp đi. Ở Việt Nam á, nên nhớ nha, anh mà lên mạng kiểu 5 năm nay, anh mà nó có 7 dòng hào quang là anh tạo sự hiếu kỳ cho người ta đi đi bỏ dòm vô nhà anh đúng không? Anh tưởng tới ngày hôm nay tôi ngồi yên mà không ai lên tiếng được. Tôi chắc á, tôi nói thật á, những gì chuyện này nói là điều là thiệt 100% cho ngoài cái 100%. Chứ anh không có thể mà lên đây mà cả đóng ống kính mà quay mà nó tầm bậy được anh. Tại vì tôi có nguyên cái núi 500 mẫu, có cái thiên long giang. Và tôi có sư phụ của tôi, đó là Đức Quỳnh Phú Sổ, Đức Phật Thầy Tây An, ông Sư Giải Bán Khoai, Đức Phật Chùm, Đức Bổn Sư. Rồi tôi có 6 vị Phật là sư phụ tôi nữa. Thằng Kiệt này không có ngu mà làm cho tất cả mấy sư phụ bị mất mặt đó. Chưa tính nữa, cha mẹ là thôi khỏi rồi. Cho nên lời nói là thật. Chỉ có con người á, cái trình độ quá thấp, không hiểu, cho nên chuyện này phải hạ mình thấp xuống một cách rất là bình dân để mà nói chuyện, để cho mọi người có sự hiểu. Rồi có những đứa Việt Nam vô tư lắm, nhất là vùng quê nha, nó cũng là hiền không à. Tối ngày á, không có chịu nghe mình nói chuyện kiểu này. Được, cỡ này tao tập ca cho tao nhỏ nhảo, thì tụi mày nhựa vô là tao ca lẻ cũng thành ca sĩ. Khi mà nó quen cái giọng của mình á, bắt đầu nó mới nghe mấy cái này được. Độ chúng sanh nhiều kiểu lắm. Cho nên là kiểu gì thì cũng độ được hết. Chứ không phải mình ham ca đâu. Nhưng mà bữa giờ ca độ được cũng nhiều người đó. Còn những cái người mà từ đầu đã hiểu Kiệt, đã theo hỏi thiên, thì đã tin, tức là đã tin rồi. Trong lòng á, biết sư phụ mình làm này chắc
cũng có lý do gì đó nghe. Đúng không? Nên càng ngày càng nhiều người thương là vậy. Chỉ có những người không thương là những ai? Là những người sắp sửa bị giống như đang anh biết chuột mà nằm trong hũ nếp á, đang ăn ngon á, không có muốn tao đang hũ nếp ngon lành là mày nói chuyện xui xẻo không? Nước Việt làm gì mà thay thành nước Việt mới? Chúng ta sắp sửa thành xã hội chủ nghĩa. Bữa có thằng phong bụi nó qua, nó quay ở bên Cuba đó. Trời ơi, tới ngày hôm nay á, mà dân mà còn cầm cuốn sổ đi xin cái miếng mì có chút xíu, bắt hàng đó là thôi, thổi luôn. Chẳng lẽ nước Việt mình á, con rồng cháu tiên, con của ông trời xuống lập nước Việt, mà hôm nay để nước Việt mà đi xin bánh mì mà phải đem cuốn sổ theo à? Không có chuyện đó. Trên nước Việt được ở trên phong lại, chết thì chết, sống thì sống, giàu thì giàu, nghèo thì nghèo, dở dở ương ương vậy đó. Để chờ anh tập ẹt. Anh tập sắp ẹt rồi đó. Hay sắp sửa rồi đó thì tự nhiên cũng ẹt theo à. Có bài người ta là mà vì chuyện thầy lo bỏ trò chạy dông vậy đó. Có câu thơ đó, của nói gì kể tiếp đi, có chuyện gì nói tiếp. Dạ rất là nhiều mà tại không có tự nhiên nói chuyện đi, mình nói chuyện thoải mái mà. Sao không có quay anh đâu, đừng lo. Dạ, không sợ quay nhưng không mà quay không nhớ chuyện gì để nói thôi. Dạ. Thôi thì bữa nay rồi ba nhá, ngồi đi. Bây giờ chuyện ngắn nhất là cái chuyện mới chủ nhật tuần rồi. Tôi đến đây là thứ năm tuần trước, chủ nhật tôi lên núi mà không lên được. Bây giờ lên được chưa? Dạ. Giờ lên đi. Dạ, gặp nhà ở đây là cũng quý rồi, nhưng mà ý là tôi nói chủ nhật tuần rồi, khi mà không được thì hai vợ chồng của cái bé đó nó mới dẫn tôi về nhà, mà cô bé đó thì phải đeo cái đồng hồ mà để đo nhịp tim suốt, và nhịp tim luôn 140 mấy. Và bác sĩ ở bên Mỹ thì nói có cái khối u nhỏ trên đầu. Sau khi tôi nói chuyện xong, tôi hướng dẫn về tâm linh để tôi cho quy y, thì mấy họ tiên ngay 1 giờ trưa luôn đó. Mà may mắn là gần hai vợ chồng mới giờ là cái chỗ này mướn một cái ngôi nhà nhỏ đó, là hồi đó là có mấy vị sư ở đó và hay lập cái đạo tràng để trì kinh. Thật ra nó còn một cái hòn non bộ mà có cái tượng Mẹ Quan Âm đứng đó, tôi dẫn ra xong tôi cho quy y một cái, xong cái tôi bịt mắt cổ rồi là cổ thấy Mẹ Quan Âm, cổ thấy con mắt của cha trời theo cái logo của đạo Cao Đài luôn. Cổ mừng quá trời, cổ thấy cái lát nó tương sáng, cổ là có một cái bông hoa trắng, cổ trên đầu là Mẹ Quan Âm. Lát nữa vô cổ nói ủa giờ con hết nhức đầu rồi, tức là cổ luôn luôn bị nhức đầu là do một cái khối u trong não á, hai con mắt nó nhắm tự nhiên hết nhức đầu. Cái là cái mình nhìn cái đồng hồ đó, nhịp tim cổ nó còn xuống 129 là 144, thì mình thấy nó rất là kỳ diệu, rất là mừng. Mới chú nhận từng rồi do hiệu thiên tâm từ lúc ra đời năm 1979 ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, miền Bắc nước Việt. Thời đó đó, khi Trung Cộng tấn công qua miền Bắc thì trên trời á, mấy chư vị Đức Thầy á, mới kêu tất cả những quân nhân cán chính mà từ cấp đại tá cho tới tướng thì, mà bị nhốt ở tù đó thì phải dùng gỗ, mọi phương tiện hay mũ ở trong trại tù có gì cũng được kẽm gai làm cái dấu thiên tâm để đeo. Thì khi mà họ bắt đầu đeo cái đó, tại vì lúc đó chính phủ của bên Bắc Việt Nam muốn dùng nó tương kế tự kế, nghĩa là muốn giết hết những cái người này mà giả bộ đổi thừa cho Trung Cộng là pháo kích lộn vô ở trên biết trước. Nhưng mà cuối cùng những người đó là những người có phước đầu tiên của nước Việt được mang dấu hiệu thiên tâm của cha, và những người đó là những con chim đầu đàn và đã được thần tự do sẽ lo tất cả, các thiền đồ có phấn khởi chăng. Thì Đức Thầy nói câu đó với thời đó năm 79. Thì hôm nay những người đó qua đây từ những năm mà HO1 dài cho tới HO thời nay, thì không biết còn hết HO không, thì họ sanh ra những lớp chim hiền kế tiếp
chim hiền chắc cánh mà. Thì những đứa con của họ là 10 trên 10 nha, mình nói đa số. Cái tệ nhất là cũng có bằng đại học của Mỹ, Master Degree, kỹ sư. Kỹ sư là bình thường của Mỹ. Còn cao hơn nữa là những cái chuyên viên, chuyên ngành gì cũng như bà Nguyễn Nguyệt Ánh đâu là siêu hả? Về tướng Lương Xuân Diệp rồi gì gì đó, là chim hiền không á, là con của chim hiền của thời đó. Sau này lời của Kiệt nói 6 triệu chim hiền sẽ đi về nước Việt xây dựng lại một cái tổ ấm. Quý vị nên nhớ nó sẽ có ngày đó, 6 triệu luôn. Ôi ai mà giận mình đóng cửa mạnh dữ vậy ta. Bớt giận nha, xin lỗi. Mai rồi. Thì chim hiền chắc cánh. Bây giờ chim già thì cũng là già rồi, nhưng mà chim con, bây giờ chim nhí nhí nữa, tức là cháu ngoại, cháu nội, đa số kỹ sư không. Nếu mà hôm nay mà Kiệt nói không trúng, quý vị lấy mấy clip này làm chứng. Những đứa này tin nó ở khắp trên thế giới, khắp tất cả các thành phố của Mỹ, xa gần. Có những đứa nó không có biết về nguồn cội, tại vì những cái thành phố ít người Việt. Nhưng khi nước Việt mà thành một nước Việt mới, tự động nó quay về hết. Quý vị không tin nha, Kiệt lấy bản thân Kiệt làm để mà rút kinh nghiệm. Lúc Kiệt học đại học ở đây lớn lên, tiếng Mỹ của Kiệt rất là siêu. Từ lúc mở hãng nói tiếng Việt từ năm 9 mấy tới giờ, giờ tiếng Mỹ cũng còn biết chứ không phải mình quên không. Nhưng mà mình cũng phải trở về cái gốc của mình. Một cái người mà lấy chồng Mỹ, bà mẹ mà ở Việt Nam mà như cặp với Mỹ, lính Mỹ đi qua Mỹ, rồi cuối cùng rồi cũng trở về kiếm chồng lại Việt Nam để ăn nước mắm. Và đồng thời á, cũng trở về cái ngồi, nguồn cội của mình. Thì những đứa nhỏ này bây giờ nó còn lưu lạc, nó chờ cái ngày đó nữa. Sau này 6 triệu chim hiền đều phải về hết. Người Việt sẽ không bao giờ bị mất gốc. Người Việt sẽ giống như người Do Thái. Mỗi một chúng ta là đều có cái trách nhiệm tinh thần để xây dựng lại tổ quốc. Sau này sẽ có một nhà băng đi tất cả nhà băng của Mỹ nha. Tức là hồi xưa người Do Thái họ làm gì nè, vì cái nghề nào không hay chứ nghề mà bắt chước là chuyện này giỏi nhất. Cứ bắt chước đó. Do Thái xưa nó làm vậy. Tức là mỗi lần mấy con đi là làm cái paycheck về, như tuần này lãnh được 2.000 đấy không, cái vô đi nhà băng xuất hàng deposit vô BFA Bank America. Ở kế bên á, nó có cái đó. Bây giờ mình muốn donate cho nước mày 1 đồng không? Chẳng lẽ mình tiếp, đúng không? Mình cho nước của mình mà 1 đồng. Thì Do Thái nó làm vậy. Vậy mà nó về nó mua lại cái đất của nó, và đồng thời nó xây dựng lại nó bằng những cái donate, không cần kêu gọi. Nước Việt mình sau này á, phải có những nhà lãnh đạo thích bắt chước là giàu rồi. Chứ không bắt chước thôi, không cần phải suy nghĩ. Quý vị có cho Kiệt một tô phở không? Nhịn ăn phở, ăn cháo trắng có sao đâu. Vậy mỗi một tô phở cứu được một cái gia đình mỗi ngày. Mà 6 triệu tô phở, cứ tháng sinh tô mà. Nên mình không cần viện trợ, mình không cần đi ăn mại quốc tế, mình không cần đi xin đầu này đầu nọ, xin tô phở thôi. Ai nỡ không cho. Do Thái nói hay. Sau này người Việt cũng y như người Do Thái, chúng ta đều phải có tinh thần trách nhiệm để mà gây dựng lại một cái nước Việt mới và đoàn kết. Chứ nó mình không có giống như những cái sắc dân khác, người Mỹ, người này, người nọ, qua Mỹ đầy hết. Nhưng mà kêu họ nghĩ về quốc gia họ, đâu ai có không? Chỉ có người mình thôi. Cho nên trong thâm sâu cốt của người Việt cũng là con rồng cháu tiên, cũng từ cõi quan âm thiên xuống để mà to đi vô nước Việt. Ngày xưa nước Việt là vua Thần Nông lập ra Châm Bồ Lạc. Vua Thần Nông là con của Thượng Đế. Anh nói đi, đem uống nước một chút. Phải có người nói, ta nghĩ mệt chứ mà nói liên tục quá.
chú còn muốn nói nữa. Sau này á, cái biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa tự động nó trả về Việt Nam. Thưa con không có câu hỏi, nhưng mà con chỉ có lời kính chào sư phụ, kính chào tất cả các đồng đạo. Con là Thiên Vũ Trang. Con ở Trần Lan Hoa, đây là con gái của con. Con nguyện cho con là Thiên Hạnh Nguyên. Con cảm ơn đã mấy ngày nay con cứ phải cầu nguyện để con được đi qua đây, để được lên đảnh lễ cha ngọc hoàng thượng đế mẹ Phật mẫu duy trì. Tại vì tin tức sợ tụi Mỹ không cho qua, nói có gì trùng gì đó nên con sợ phải đóng cửa nữa. Con đã mua vé máy bay hơn tháng rồi, thành ra con rất là vui mừng hôm nay được đến đây và chưa được lên núi Thiên Long Sơn, nhưng mà đã được đảnh lễ cha mẹ và được các cô các bác ở đây hướng dẫn cho con, và được có dịp để mà nhìn được sư phụ. Con rất là cảm ơn, rất là cảm kính ngài. Ngài có tiền ngài, nhưng mà ngài đã thương dân chúng, thương chúng sanh mà hy sinh tất cả. Con theo dõi những cái clip của ngài từng ngày, và con cũng có lời sẽ nói là năm 2020, đầu năm, khi mà con thấy cái clip của sư phụ Thiên Tấn Kiệt lên ở núi, con chỉ thấy cái tựa thôi, ở phố Cô Sa đó, thì tại vì con cũng xin sám hối là tội hồ đồ. Con vừa nhìn thấy, giờ lúc đó thì ở bên Mỹ này thì con thấy có ông tỷ phú Hoàng Kiều gì đó làm lung tung lăng tăng hết, rồi ở chùa thì giành giật với nhau gì đó, ông sư phụ, ông trụ trì chùa chết rồi dành gì đó tùm lum hết. Nên con thấy cái tựa nhưng mà con không có coi. Nhưng mà nhờ có được ông bà Tân là cũng là coi như là ông cậu ở gia đình, quen với gia đình, nhưng mà coi như là cũng là ông cậu của con. Thì ông bà mới nói là con coi đi, con coi rồi con mới hiểu. Thì con về con mới coi, thì từ ngày đó là coi như là ông cháu, bà cháu cứ thể mà có thấy sư phụ lên là điện thoại nửa đêm cũng nhắn để mà theo dõi. Rồi ông bà Tân coi như là bị ghiền sư phụ luôn, coi như là cứ tuần này chú Kiệt không có lên, không biết chú Kiệt làm cái gì. Thành ra rồi coi như là, nhưng mà bên đó con ở Calgary, Alberta, thành ra cái ảnh hưởng của cái ông thầy mà nổi tiếng thì rất là nhiều. Thành ra con cũng không có dám nói chuyện gì với ai hết á. Mà họ, khi mà họ thấy mình trong nhà con có xin sư phụ cái hình của cha mẹ để mà in ra đó, để mà thờ đó, thì thấy người ta cũng nhìn. Nhưng mà con nói kệ người ta làm gì ta làm. Nhưng mà ai muốn nói chuyện muốn về thì con sẽ hướng dẫn. Như vậy thôi. Thì con hôm nay con xin sám hối là cái tội hồ đồ đó. Rồi ông bà Tân có nhờ con qua đây, nếu mà gặp được sư phụ thì xin gửi lời kính thăm sư phụ. Còn bà chị ở bên ở Ca Lậy Việt Nam của con đó, thì chị có xin mấy cái dấu hiệu thiên tâm, thì khi mà con có đặt được cho chị thì chị có gửi, chị có truyền tay hết được mười mấy cái dấu hiệu thiên tâm cho những người xung quanh trong gia đình cũng như là bạn bè thân xóm thân hữu, thì chị cũng gửi lời kính thăm sư phụ. Còn con thì tu hành kém dở sư phụ, những lời dạy sư phụ con chưa có làm được. Nếu như sư phụ có thể chờ con một con coi như là một con bay nhỏ, giật bay nhỏ nó ra khỏi mũi sư phụ. Nhưng mà mỗi lần con thấy thì có nhiều khi con cũng đập, thành ra con xin sám hối. Nhiều khi mũi cắn con nó bay đi chỗ khác đi, đừng để tao cắn đau quá, tao đập chết, tao mang tội nữa.
nó bay lỗ mũi ngọc nữa đó, nhịn được đó. Thành ra con rất là cảm kích cái coi như là nhớ những cái lời dạy, những cái hạnh của sư phụ. Con cảm ơn. Rồi hôm nay con chỉ có một cái lời xin là sư phụ cho mẹ con được lên núi để mà đảnh lễ cha mẹ. Con có thể trồng bông được, có thể tưới cây được. Con chỉ ở đây cho tới ngày thứ ba này, là sáng thứ ba mẹ con lên máy bay trở về Cao Ri trở lại. Chúc mấy đứa tròn số bạc mãn. Em chúc mấy đứa tròn số. Hữu rất là cảm kích con Nga Đa. Con biết tấn con rất là thật tình. Thì có đâu nghĩ đâu nói đó. Thì đúng là con của cha của mẹ. Thời nay con ma con quỷ không có tấm giống con đâu. Cho nên ai mà là người chồng của con á, hay là ai người mẹ con á, trong gia đình rất là phải hãnh diện có đứa con hiền như vậy. Con cảm ơn sư phụ. Với lại hôm nay con xin sư phụ cho con có được tin gì đó một chút. Xin sư phụ nhận con với con gái con làm đệ tử để sau này tin lấy... có lòng tin thì tin về con. Dạ, con Thiên Diệu Trang. Thiên Diệu Trang, tất cả những gì vị hộ pháp với sổ đứng xung quanh là đã thông nhận rồi đó. Tên Thiên gì? Thiên Hạnh Nguyên. Thiên Hạnh Nguyên. Rồi. Ca lên. Xa tim mà gần, gần tim mà xa. Dân ở vùng này có nhiều người ở sáng bên không biết Thiên Long sao, tại vì không phải là họ không biết, là vì họ bị cái chấp á. Chấp có nghĩa là để cho hội giải thích cái chấp nha. Tự ái, tự ti, mặc cảm, giận lẫy đều gọi là chấp hết. Cái quan trọng nhất là cái e ngại, cái mặc cảm và cái không tìm hiểu. Ví dụ trong gia đình mình có một người chồng rất là thông thái đi làm kiếm tiền về nuôi vợ, đúng không? Rồi có một người vợ thì rất là hiền ở nhà nấu cơm, rất là khờ, rất là hiền giống như đệ tử này. Nhưng mà nhiều khi đệ tử này nói cho người chồng nghe về Thiên Tướng Kiệt, Thiên Tâm thì lại bị ông phủi cái tai liền, không thèm nghe. Đối với con đó là bị cái lỗi gì? Chấp là trước khi, không phải là chấp sư phụ, không phải chấp Thiên Tướng Kiệt, không phải chấp Thiên Tâm, mà vì cứ coi vợ mình bình thường, cứ hàng ngày á tôi nuôi bà có gì đâu mà biết hơn tôi, đại khái đó là gọi là chấp. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì con nghĩ khi mà chung giường nhưng mà sẽ không có chung mộng nha, thì người nào sẽ được đi lên, người nào sẽ đi xuống thì mình thấy rõ. Bởi vì Đức Thầy ngày xưa có nói á, là thời mạt pháp là ngu thì thành là khôn, khôn lại là ngu. Đó là có, đó là như vậy. Hôm nay mình thấy đa số là những người khôn quá trời luôn á. Tại cái thời này thời ma quỷ khôn dữ lắm, nó khôn lặt vặt, đủ kiểu khôn á. Ở Việt Nam con thấy á, đi cướp giật xe cũng ngu mô tính kế, hai người giả bộ nếu mà bị nạn vậy đó. Rồi đi ăn cắp đồ gì, Việt Nam là cái